Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cũ, mình là Bảy Mình Bông. Trong video hôm nay thì Bảy tôi sẽ preview nhanh hay là có những cái lưu ý khi mà các bạn tham gia cái sự kiện chủ đề của phiên bản 4.5 này. Cái sự kiện này nó là cái sự kiện liên quan đến giải kim thuật. Và ngày số 2 thì gần như chúng ta đã mở full những cái chức năng mà các bạn cần biết của cái sự kiện này rồi. Thành ra Bảy tôi có thể là lưu ý cho các bạn một số những cái lưu ý để các bạn chơi cái sự kiện này nó dễ nhất và nó đơn giản nhất. Đặc biệt là với những bạn nào newbie, các bạn sẽ bị hững một chút khi mà các bạn trải nghiệm cái sự kiện này. Số 1 là các bạn ấn cái nút V của các bạn, hoặc là ở bên đây góc bên này các bạn thấy là có cái sổ tay kinh doanh không, các bạn ấn vào. Bên trong này thì nó sẽ thể hiện toàn bộ những cái gì mà các bạn đang có. Trong túi đồ của các bạn thì có những cái bình thuốc mà các bạn đã chế tạo thì nó sẽ nằm ở trong này. Ở bên phần dược liệu thì chúng ta cũng sẽ có những cái dược liệu mà các bạn đang có trong người thì nó cũng sẽ nằm ở cái khu vực đấy luôn. Bên trên này thì chúng ta sẽ có cái chu kỳ. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái phần trạng thái kinh doanh này này. Cái chỗ này chúng ta có cái phần là nuôi trồng, tức là những cái dược liệu mà chúng ta đang trồng. Nó hiện cái chữ chờ thu hoạch, tức là cái dược liệu của các bạn đã chín rồi. Gần như là mỗi một cái chu kỳ khi mà các bạn bắt đầu một cái chu kỳ mới thì các bạn nên mở cái phần là tổng quan thông tin này này. Các bạn sẽ check xem là cả ba cái này các bạn làm xong chưa. Ví dụ như là 9/9 và nó có dấu tích xanh, tức là cái cây của chúng ta đang chín này. Cái giả kim của chúng ta 0/1, tức là hôm nay chúng ta còn một lần giả kim nữa. Cái buôn bán 3/5, tức là có khoảng 5 ô buôn bán nhưng mà chúng ta chỉ có lắp 3 cái bình giả kim thuật thôi. Các bạn sẽ lắp thêm 5 bình vào đây. Rồi cái phần bên dưới này các bạn có thể nhìn thấy là có cấp giả kim của các bạn hiện tại đang là level bao nhiêu. Ví dụ như bảy tôi đang là level 9 này, level 8 chứ. Rồi là mục tiêu kinh doanh của chúng ta trong kỳ này là bao nhiêu, 500.000 cái tiền này. Rồi vốn khả dụng, tức là cái số tiền mà chúng ta đang có trong người. Tiến độ trợ giúp kinh doanh, tức là cái ô mà các bạn vừa. Tí nữa tôi cho các bạn xem cái tiến độ trợ giúp kinh doanh là cái gì. Bên dưới này sẽ là cái báo cáo doanh thu của chúng ta. Cái báo cáo doanh thu này thì nó thể hiện ra là cái doanh thu các bạn sẽ thu được trong mỗi một kỳ mà các bạn chế tạo. Và cái màu tím này, tức là nó chưa cao cấp nhất đâu. Cao cấp nhất của chúng ta chính là màu vàng, nó giống với kiểu thánh di vật 5 sao ấy. Rồi màu tím nó chỉ có 4 sao thôi. Khi mà các bạn đã luôn luôn có cái màu vàng thì doanh thu của các bạn nó chắc chắn là cao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái phần đây. Các bạn gặp cô gái này khi mà ngày số 2 nhá. Chúng ta sẽ có cái phần mới, đó là tăng hiệu suất kinh doanh. Cái này rất quan trọng. Các bạn, cái việc đầu tiên các bạn up ấy, nó không phải là mấy cái bên trên này đâu. Các bạn up cái này này, up cái hiệu suất bán hàng thì tăng cái số kệ bán hàng của các bạn này. Cái giá để tăng nó sẽ là 30 tiền này, 60 tiền này và cuối cùng là 180 tiền. Thì các bạn tích để nâng cái này trước, sau đó các bạn mới để ý đến phần dược liệu và cuối cùng là chế thuốc. Cứ như thế mà các bạn làm theo một quy trình, các bạn sẽ có cái số lượng doanh thu nhiều nhất có thể. Rồi, trong cái phần cô gái mà chúng ta đang đây, cô gái mà chúng ta sẽ buôn bán ấy, có cái phần là mua sắm vật tư. Ở trong cái phần mua sắm vật tư này thì đến ngày số 2 chúng ta sẽ có thêm một cái trang trí mới cho lọ thuốc của chúng ta. Và các bạn có thể là mua, các bạn nên mua một thôi. Nó giống như kiểu là các bạn mua mấy cái lọ thuốc, các bạn cũng chỉ nên mua một thôi. Và bảy tôi sẽ mua cái lấp lánh như, đâu, một cái nơ đi, à không, một cái lông vũ đi cho đẹp. Đó. Đấy, bảy tôi chỉ mua một thôi. Cái quan trọng nhất để các bạn mua là các bạn mua hết cái phần vật tư này. Mua hết nhé, mua hết cái phần vật tư này. Rồi quay trở lại với cái phần thuốc. Trên này chúng ta sẽ có những cây thuốc. Những cây thuốc này thì các bạn, nó giống như kiểu những cái mảnh ghép của các bạn ấy. Các bạn có cây thuốc thì các bạn mới có mảnh ghép. Các bạn mà không có cây thuốc thì chúng ta sẽ không có mảnh ghép. Và đến ngày số 2 thì chúng ta sẽ có một cái phần, đó là tăng tốc độ khi mà các bạn cho cây nó chín. Các bạn có thể tăng tốc bằng cái tiền này. Đó, cái vốn của các bạn. Các bạn sử dụng càng nhiều vốn, có càng nhiều vốn thì cái tốc độ các bạn tăng càng tốt. Nhưng cái này nó sẽ áp dụng ở cái trường hợp đó là khi mà các bạn đã đến ngày số 3 rồi. Lúc đó thì tiền của các bạn nó rất là dồi dào, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tiền để mình tăng tốc. Còn hiện tại thì bảy tôi vote là các bạn không nên sử dụng cái chức năng tăng tốc nhé. Mỗi lần tốn khá là nhiều tiền đấy các bạn. Cái cây của chúng ta cũng sẽ sắp xếp thành nhiều loại cây khác nhau, có cái màu để hiển thị. Đây, để tôi cho các bạn xem. Màu xanh là cây là thấp nhất này, rồi là màu xanh lam này là thấp thứ nhì này. Chúng ta đến còn có màu tím này, sau đó là còn không biết có màu vàng giống như kiểu thánh di vật chúng ta có màu vàng không. Nhưng hiện tại thì bởi tôi mới đang có cái màu tím là cái màu cao cấp nhất thôi. Sau đến cái chu kỳ khoảng đâu đấy là 14-15, các bạn sẽ mở thêm một cái bàn ở đây. Cái bàn ở đây nó có tác dụng gì? Đó là các bạn có thể dùng những cái nguyên liệu, chính là những cái cây này, các bạn nâng cấp level cho cái dược liệu đấy để các bạn mở những mảnh ghép mới. Ở đây có những cái cây, nó hiện cái chữ max, tức là chúng ta đã nâng cấp full cái level cho nó rồi. Cách để nâng level có hai cách. Số 1 là các bạn sử dụng cái mảnh ghép của nó ở trong cái phần giả kim. Thì mỗi lần các bạn sử dụng nó đều cho cái kinh nghiệm cho cây. Và các bạn sử dụng càng nhiều thì cấp kinh nghiệm càng cao.
tối đa là 3 cấp và 3 cấp là chúng ta đã mắc rồi nhá. Thì nó hiện cái chữ max cấp ở đây này. Đó. Và khi nó mắc cấp thì chúng ta sẽ có thêm một cái mảnh ghép nữa của cái cây đấy. Đấy là cách gọi là mở khóa cái cây mắc cấp. Và cách số 2 đó là các bạn có thể dùng cái phần giả kim thuật. Đây, các bạn dùng cái bàn bên cạnh này. Cái này thì đến khoảng tầm chu kỳ 13-14 các bạn sẽ mở được. Cái bàn ở bên này. Cái bàn này thì nó yêu cầu là lúc đầu ấy, các bạn sẽ dùng chính cái cây giống y như vậy để các bạn nâng cấp cho cái cây đấy. Các bạn dùng càng nhiều cây thì nó sẽ càng lên level nhanh. Rồi đến khi mà các bạn nâng mắc cái phần ở bên dưới này. Đây, các bạn nâng mắc cái phần nuôi trồng ở cô gái này này. Hỗ trợ kinh doanh ấy. Thì chúng ta sẽ có thể sử dụng toàn bộ những cái cây mà các bạn có để nâng cấp cho cái cây các bạn muốn mắc cấp. Lấy cái mảnh ghép mới. Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp theo là cái phần cải tiến thuốc. Cái này là một trong những cái rất là quan trọng để các bạn nâng giá thuốc cũng như là chất lượng của thuốc. Có hai cách để các bạn ấn vào cái phần cải tiến thuốc này. Một là các bạn đi vào cái ô thuốc này. Hai là các bạn ấn cái phần sổ tay kinh doanh vào trong phần túi này. Các bạn nhìn trong này có những cái bình nào nó hiện mũi tên ấy, là các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp được ở ngay trong này. Và bảy tôi hay nâng cấp ở trong này chứ không nâng cấp ở trong cái bình này nhiều đâu. Còn cuối cùng ấy, đó là cái phần mà chế tạo cái này. Chế tạo cái này chúng ta sẽ cần phải lưu ý rất là nhiều cái. Số 1 là các bạn nhìn này, chúng ta sẽ có cái chu kỳ và nó có thông tin thị trường. Thường thì khoảng 2 chu kỳ, à là 3 chu kỳ. Ví dụ như đây là 11, 12 và 13. Chúng ta sẽ có cái thông báo ở đây để các bạn biết là chúng ta sẽ nên chế cái loại giả kim nào, thuốc giả kim nào để bán được nhiều lợi nhuận nhất có thể. Hiện tại đang hỏi chấm ở đây, nhưng mà tí nữa đến khoảng tầm cuối video này thì bảy tôi sẽ để cho các bạn một cái bảng tổng hợp lại toàn bộ tất cả những thông tin thị trường của chu kỳ từ 11 cho đến 20. Cái chu kỳ này không phải là ai cũng giống nhau đâu. Ví dụ như là cái chu kỳ 11, 13 của bảy tôi đang là như thế này, đúng không? Thiên nham quân các thứ. Thế nhưng mà của các bạn cũng là 11 và 13, chúng ta sẽ có chu kỳ khác nhau. Nhưng may mắn thay là chúng ta chỉ có 10 cái báo cáo thị trường. Thành ra các bạn chỉ việc là xoay quanh 10 cái báo cáo đấy thôi. Nó random giữa 10 cái báo cáo đấy các bạn ạ. Nó có thể lặp lại hoặc có thể không, nhưng mà nó sẽ random giữa 10 cái báo cáo đấy. Và không có thêm cái báo cáo số 11 đâu. Thành ra bởi tôi sẽ để cho các bạn là toàn bộ cái báo cáo thị trường ở phần cuối video này để các bạn ghép theo nhé. Ở đây ví dụ cho các bạn một cái ghép như sau này. Chúng ta sẽ có cái phần là sự sống dẻo dai và kiên cố. Ví dụ thế nhá. Các bạn nhìn cái báo cáo thị trường được xem trước ở cuối video này, sau đó các bạn gióng vào, à cái này đang cần sự sống này, cần dẻo dai và cần cái hồi máu đúng không? Thì các bạn ấn vào cái phần lọc nhá. Đừng ghép vội. Các bạn ấn vào sự sống này, rồi đặc tính sẽ là tráng kiện và chữa lành đi, hoặc là dẻo dai đi đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái mảnh ghép các bạn cần. Và cái mảnh ghép ấy nó sẽ có đặc tính như thế nào? Số 1 là cái phần ký hiệu bên cạnh này này. Ví dụ sự sống của chúng ta có hình trái tim nhé. Rồi linh hoạt của chúng ta có hình cái cánh này này. Còn cái đặc tính thêm chính là những đặc tính mà các bạn đọc ở trong cái phần, ví dụ nhé, cái cỏ đuôi ngựa, các bạn thấy cái dẻo dai không? Đấy, cái dẻo dai nó ở ngay bên cạnh, ngay dưới cái chữ cỏ đuôi ngựa này. Thế còn cái nấm rơm của chúng ta cũng có đặc tính dẻo dai này. Rồi cái này là tráng kiện này, các bạn thấy không? Đấy, cái chữ tráng kiện này thì sức sống và tráng kiện. Cuối cùng là cái này, ổn định, sức sống và ổn định. Bây giờ thì chúng ta sẽ dựa vào cái phần chúng ta lọc sẵn, đó là sức sống này, dẻo dai và tráng kiện đúng không? Chúng ta lấy sức sống trước, có tráng kiện, đây rồi, chúng ta dùng cái này. Các bạn ghép. Các bạn lưu ý rằng là cái số lượng ô có thể xếp chồng, tức là các bạn có thể xếp đè lên nhau là tối đa 2 ô, các bạn nhìn chưa? Số lượng ô có thể xếp chồng là tối đa 2 ô. Khi mà các bạn xếp được 2 ô nó hiện là 2/2 rồi thì các bạn không thể xếp đè lên nữa. Đấy. Thì nó hiện 3/2 là không được đúng không? Các bạn cho xuống dưới. Đấy là cách các bạn lưu ý khi mà các bạn chơi cái này. Bây giờ thì chúng ta nhìn nhá, khi mà chúng ta có những cái mảnh ghép ban đầu các bạn cho vào rồi. Đây, ví dụ như là bảy tôi cho vào như thế này rồi đúng không? Tôi cho đây ra đây. Thì các bạn nhìn thấy là có cái thuốc của chúng ta nó hiện này. Đó là sơ cấp sự sống linh hoạt. Tức là cái này nó đang hiện là sức sống này và linh hoạt này, các bạn thấy không? Có hình trái tim đang sáng lên và cái cánh đang sáng lên này. Bên dưới cái đặc tính phụ của nó là dẻo dai và tráng kiện. Thì chúng ta check lại xem có sức sống không đấy. Đây, sức sống chúng ta có nhá. Dẻo dai và tráng kiện. Nào, có dẻo dai không, có tráng kiện không? Đúng rồi. Vậy thì các bạn sẽ cứ thế các bạn đi lên thôi. Làm sao mà duy trì cái đặc tính nó giống y như vậy, không có thay đổi thêm gì. Nào, tiếp tục dẻo dai thôi nhá. Lên này. Tiếp cái này này, xoay vào đây. Dẻo dai tráng kiện, nhưng cái này nó đang bị mất cái sức sống rồi, nó sang cái linh hoạt rồi. Các bạn bỏ bớt ra, chúng ta lấy cái đây. Chúng ta lấy cái sự sống nhá. Đó, vẫn hơi thiếu sự sống này. Chúng ta bỏ cái này xuống, bỏ cái này ra ngoài. Các bạn lấy một cái mới đi. Đây. Lấy một cái này. Rồi, bây giờ sức sống đang lên rồi. Với một cái báo cáo này chúng ta có 3 đặc tính. Các bạn chỉ lưu ý rằng là chúng ta lấy 3 đặc tính nó tượng trưng sẵn rồi nhá.
Ví dụ ở đây là chúng ta có linh hoạt, dẻo dai và tráng kiện như vừa nãy đúng không? Thế nhưng mà bây giờ chúng ta không thể nào mà chọn được cả hai, là cả sức sống và cả linh hoạt, dẻo dai tráng kiện, thì các bạn chỉ lấy cái sức sống, tức là lấy cái filter mà các bạn đã định sẵn ở trong này này. Thì sức sống đang là cái được tích đúng không? Cái linh hoạt không được tích, thì các bạn sẽ lấy cái ưu tiên là cái này nhá. Bây giờ thì các bạn lưu ý này, chúng ta đang có cái tỷ lệ hài hòa đang rất là cao, hơn 100% rồi, chỉ cần 100% là các bạn đã chế được thuốc rồi. Chỗ này các bạn ném thêm một cái phần đây, ném thêm một cái nấm vào nữa là cho nó lên cao cao tỷ lệ một tí. Các bạn ấn đặt vào. Ok, chúng ta hoàn thành luyện chế. Đấy chính là cái ví dụ cơ bản nhất về cái thông tin thị trường này. Các bạn hiểu là cách chơi nó như thế nào. Bây giờ thì bảy tôi sẽ thực hành luôn cho các bạn cái màn chu kỳ 11, đó là thiên nham quân nhá. Và ở đây chúng ta đang có 3 dấu hỏi chấm, nhưng bảy tôi cũng đã biết nó là cái gì rồi. Chúng ta sẽ có cái chỗ này là sức mạnh này, cái này là ổn định này, và cuối cùng là sự sống. Chúng ta sẽ lọc nhá, sự sống này, sức mạnh này và tính ổn định. Ok, ổn định, các bạn ấn xác nhận đi. Rồi, nó hiện ra những cái mảnh ghép như vậy. Các bạn sẽ tập trung vào cái ổn định. Đây rồi, ổn định và phải có sức mạnh đúng không? Sức mạnh này, hai cái này. Bây giờ là ổn định này. Ok, tiếp tục này. Sức mạnh này, ấm áp hơi nhiều, chúng ta cần phải ổn định rồi. Rồi, chúng ta cho một ít ổn định vào đây. Sức mạnh và sức sống của chúng ta đang nhiều nhá. Ổn định có, bắt đầu nó hiện cái chữ ổn định lên rồi nhá. Bên dưới này chúng ta tiếp tục cho thêm một chút ổn định vào. Rồi, bây giờ cái chỗ này chúng ta sẽ cho cái sức sống vào đây. Xoay tiếp vào, sức sống còn thừa một ô đúng không? Tiếp tục cái này, kiếm cái sức mạnh cho vào đây. Ồ, sức mạnh hơi nhiều rồi, phải có sức sống. Vậy thì chúng ta lấy cái miếng này. Đây, các bạn lấy cái miếng này, các bạn xoay tiếp xuống dưới này. Rồi, chúng ta đang bị thiếu mất 2 ô ở đây. Đơn giản là các bạn sẽ vào cái phần cân bằng. Chúng ta có một cái mảnh, đây, mảnh nhỏ nhỏ này, các bạn ném vào hai mảnh. Rồi, vậy là đã có sự sống này, sức mạnh và ổn định. Nó đúng với cái filter của chúng ta này. Sự sống này, sức mạnh này và cái ổn định này. Ấn xác nhận, đặt vào. Ok, chúng ta hoàn thành luyện chế. Chỗ này thì chúng ta sẽ có cái mục là các bạn chọn bình. Ở đây ấy, cái bình mà các bạn chọn nó càng cao cấp thì cái chất lượng thuốc của các bạn càng cao. Chúng ta có cái lọ thì các bạn đừng chọn lọ màu xanh nhé, các bạn chọn lọ màu tím ấy. Thế còn cái lông vũ bên dưới này thì hôm nay các bạn mua được cái lông vũ, cái trang trí phụ kiện rồi đúng không? Thì nó cũng tăng cái hiệu suất của lọ lên. Vậy tôi chọn cái bình nào nó xinh xinh. Cái bình này xinh này, trang trí lông vũ nhìn xinh này. Hay bình này? Không, bình này xinh hơn. Đó. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã có cái thuốc mới. Rồi, các bạn đã hiểu được cách để các bạn tăng cái tỷ lệ thuốc là 1 và cái chế thuốc là 2 chưa? Cho vào kho nhá. Ok, sau khi mà chế thuốc xong ấy thì các bạn bật cái sổ tay kinh doanh lên. Các bạn thấy trong này có cái bình mới không? Đó, ấn vào đây xem có tăng cấp được không? Không thăng cấp được rồi. Vậy thì ok thôi, nó cấp được cái thôi. Chúng ta đi bày bán thôi. Trong cái mục bày bán này các bạn lưu ý nhá. Chúng ta bỏ hết tất cả những cái loại thuốc chúng ta đang bán đi, và các bạn sẽ bắt đầu là dùng filter cho cái thông tin thị trường này. Với cái đầu tiên là thiên nham quân tiêu diệt địch ở vực đá sâu đúng không? Chúng ta sẽ có cái filter đó là sức mạnh này, sự sống này và ổn định. Các bạn chọn cái bình giá cao nhất trong đống này. Rồi, chọn thêm một cái bình nữa. Bởi vì trong này khi mà các bạn lọc filter, nó sẽ hiện ra những cái bình có đúng đặc tính mà chúng ta lọc ấy, để nó hiện ra. Khi mà các bạn thấy cái bình nào đang sáng thì các bạn chọn để bán luôn. Tiếp theo chúng ta lại đọc thông tin thị trường bên dưới này. Bên dưới này chúng ta sẽ có cái người thủ hộ của cái làng Aru ở bên sa mạc đấy các bạn. Cần chế ngự ma vật đúng không? Cái này nó sẽ có 3 cái dòng, gồm có trí tuệ này, sức mạnh này và sự sống này. Rồi, các bạn sẽ dùng trí tuệ, sức mạnh và sự sống lọc. Vẫn đúng là hai cái bình đấy thôi. Ok, vậy khi mà các bạn lọc hai cái filter này, nó đều của thông tin thị trường nhá, nó đều ra cái bình và các bạn đã hết rồi đúng không? Các bạn sẽ xóa toàn bộ cái filter đi. Rồi, ok, chúng ta sẽ chọn những cái bình nào mà các bạn có giá cao nhất ở đây, các bạn bán luôn. 250 đang là cao nhất đúng không? Rồi, ok, 250. Xác nhận. Vậy thôi, đấy là cách mà các bạn bày bán làm sao có cái doanh thu cao nhất. Bây giờ các bạn sẽ ra, từ từ đã nhá, check lại nhá, ấn V lên. Ấn ở phần nhiệm vụ hàng ngày xem là mình làm hết chưa. Đây, nuôi trồng đã xong này, giả kim xong rồi này, buôn bán xong rồi này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ check đến cái giá cả của chúng ta sau kinh doanh. Đó, vậy là chúng ta đã kết thúc một chu kỳ rồi đấy. Rất là nhiều tiền, và cái màu của các bạn là màu vàng, bởi vì là cái thông tin thị trường các bạn đã làm theo giống y như vậy, thì chúng ta sẽ có là màu vàng. Sau khi đặt màu vàng rồi thì là các bạn cứ thế mà làm theo thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến những cái thử thách của, ví dụ đây, chúng ta sẽ có cái thử thách của Sucro đây. Đến rồi. Bởi tôi sẽ hướng dẫn qua cho các bạn cái thử thách của Sucro nghĩa là như thế nào nhá. Sau khi mà các bạn nói chuyện với Sucro rồi, chúng ta sẽ có cái yêu cầu sát hạch.
Cái sát hạch này là một trong những cái rất là quan trọng để các bạn nâng cấp cái cửa hàng. Chúng ta sẽ có 4 cấp cửa hàng khác nhau và mỗi lần khảo sát thì các bạn sẽ nâng được cấp. Bởi tôi nhớ là trong ngày số 2 các bạn chỉ có thể nâng tối đa cái cửa hàng của các bạn lên được 2 sao thôi. Còn 3 sao Michelin với cả 4 sao Michelin thì không có trong ngày nay. Và phải đợi đến ngày số 3 thì các bạn mới có thể nâng tiếp được hai cái số 3 và cái số 4 Michelin nhá. Rồi cái khảo sát này thì nó đơn giản, là không khó. Ở đây chúng ta đang có là cái yêu cầu của Sucro này, các bạn ấn bắt đầu khảo sát đi. Rồi, ở trong này chúng ta sẽ có cái yêu cầu các bạn đọc trong này nhá. Các bạn phải luyện chế một cái thuốc trung cấp là một, và số 2 là phải có cái hiệu quả là sự sống. Rồi, chúng ta lọc luôn cái sự sống trước. Rồi, đọc tiếp yêu cầu. Bây giờ cấp thuốc ít nhất phải đạt cấp 5, tức là các bạn phải đi qua cái vòng trong cùng này, các bạn đến cái vòng ngoài này này. Đấy, đến cái vòng này thì chúng ta mới trên cấp 5 nhá. Tiếp tục này. Ít nhất một cái đặc tính. Đơn giản cái đặc tính đúng không? Các bạn đây tôi cho các bạn xem làm sao mà chúng ta xác định được đặc tính nhá. Đây. Cái đặc tính của chúng ta chỉ cần một cái chữ này gọi là đặc tính này. Ví dụ một cái chữ tráng kiện thôi là gọi là một đặc tính rồi. Còn ở đây chúng ta có tráng kiện và ổn định thì tức là chúng ta đang có hai đặc tính. Hiểu chưa? Ở bên dưới là cái gì ạ? Dược liệu sử dụng không quá 3 loại. Ở đây chúng ta đang có, đây các bạn, tôi xóa cái filter đi. Các bạn nhìn chúng ta có rất là nhiều những cái cây dược liệu ở đây. Nhưng mà chúng ta lọc mỗi cái sự sống này thì chúng ta chỉ còn mỗi hai dược liệu, rất là may mắn đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng hai dược liệu thôi. Vậy là chúng ta đạt đủ yêu cầu, đó là không sử dụng quá 3 cái loại dược liệu khác nhau. Đó, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta lắp thôi. À quên, cái màn của Sucro, cái yêu cầu của nó thì hoàn toàn là giống nhau ở mọi thế giới, ở mọi đa vũ trụ đấy. Nhưng riêng cái màn sắp bên trong này này, đây các bạn nhìn có những cái ô bị mất đúng không? Là nó sẽ khác nhau nha các bạn nhé. Là nó sẽ khác nhau nhé. Không phải là cái ô nào nó cũng giống ô nào đâu. Mỗi người một khác. Thành ra là các bạn tự căn, tự xếp làm sao cho nó hợp lý thôi. Đủ yêu cầu là được. Đó là cách chơi của Sucro. Và bây giờ thì bảy tôi sẽ nhận sao Michelin nhá. Sau khi mà bảy tôi loay hoay một lúc thì cũng đã xếp xong được cái thuốc, gồm có là thuốc sự sống này, có cái đặc tính, một đặc tính ít nhất này, gồm có tráng kiện và ổn định. Vậy là xong nhá. Cấp yêu cầu đang là khá là cao rồi. Các bạn nhìn cái mũi tên xa này cơ mà. Chúng ta ấn hoàn thành luyện chế. Rồi, bây giờ thì xong rồi đấy. Các bạn đã lên được cấp của Sucro. 4 mũi tên rồi mà, 4 vạch luôn rồi mà. Đấy là cách chơi khảo sát của Sucro. Các bạn chỉ cần lưu ý đọc cái yêu cầu của cô nàng này là xong thôi. Khi mà các bạn bắt đầu cái chu kỳ kinh doanh số 12, các bạn nhớ nhá, sau khi mà chúng ta làm ngày mới đấy, các bạn đừng lên thu thập cái dược liệu của các bạn vội, mà các bạn nên gặp đây, gặp cô nàng hậu cần này. Các bạn mở cái phần là tăng hiệu suất kinh doanh nhá. Hiện tại bởi tôi đang để nâng cái cửa hàng, thành ra là cần 180 tiền bởi tôi không có nâng. Nhưng khi mà các bạn bắt đầu với cái hiệu suất của nuôi trồng này, thì khi các bạn reset lại, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái vốn đúng không? Các bạn nâng cấp cái này, ví dụ như là tăng cái sản lượng của dược liệu lên bao nhiêu phần trăm đấy. Khi mà các bạn nâng cấp nó lên rồi nhá, sau đó các bạn đi thu thập ấy, cái sản lượng của các bạn nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với việc là các bạn bây giờ các bạn đi thu thập dược liệu trên kia nhá. Đây ở trên này, sau đó các bạn mới quay trở lại, các bạn nâng cái sản lượng tăng lên thì đến tận chu kỳ sau là 13, 14 nó mới áp dụng được. Đấy là cái lưu ý khi mà các bạn chơi theo cái kiểu là nâng cấp dược liệu của cái ngày số 2. Đó là tất cả những cái lưu ý bởi tôi muốn nhắc nhở các bạn ở trong cái sự kiện mùa này, sự kiện chủ đề của phiên bản 4.5. Bây giờ thì mời tất cả các bạn qua bên website, chúng ta sẽ có một số những cái lưu ý cho cái sự kiện web mới của Discovery hợp tác với cả The Cinepack nhé. Đầu tiên là cái link của sự kiện web mới này thì bởi tôi sẽ để ở dưới phần bình luận ghim dành cho tất cả các bạn. Cái phần thưởng của các bạn nó sẽ là 40 nguyên thạch này, cộng với cả một cái đồ trang trí, đó là cái túi này. Các bạn có thể trang trí ở trong nhà của mình ở ấm chân ca nhé. Ngoài ra còn có những cái sự kiện khác, nhưng mà cái này nó là những cái quà hiện vật và có cái tỷ lệ trúng nhất định. Bởi tôi sẽ không chia sẻ thêm về phần này. Chúng ta chỉ đến cái phần nguyên thạch miễn phí thôi. Trong cái mục này các bạn ấn bắt đầu thám hiểm này sau khi đăng nhập nhé. Chúng ta sẽ có 3 cái màn khác nhau, gồm có màn của đây, Long Tích Tuyết Sơn này. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái màn của bên Sumeru. Rồi, và cuối cùng là cái màn ở bên Fonten. Và mỗi cái màn này chúng ta sẽ đều có cái yêu cầu các bạn chụp ảnh, và nó hiển thị cái chữ chụp ảnh ở bên trên này này, là yêu cầu chúng ta chụp cái gì. Đó, chúng ta chỉ việc là kéo cam lại gần, di vào cái ô hình ảnh đấy, các bạn ấn chụp là xong. Cái này nó đơn giản, không khó khăn gì. Bởi tôi chỉ nhắc nhở, thông báo thêm cho các bạn thôi, cùng với cả cái số lượng nguyên thạch của ngày 2, sự kiện chủ đề 4.5. Bây giờ thì chúc tất cả các bạn thành công và nhiều nguyên thạch nhé. Ấy quên mất, phần cuối rồi, các bạn đừng quên để lại cho Bảy xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi. Anh em ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bye bye.